Anh Trần Văn Nhân ở Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ rằng cách đây một tuần anh đã mua một căn nhà tại khu Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Mặc dù căn nhà này đã được giao bán cả năm nhưng vẫn chưa có khách mua, dù giá rất hợp lý so với thị trường. Lý do chính là căn nhà này nằm sát một khu nghĩa trang lớn. Tuy nhiên, chủ nhà đã xây dựng sao cho không nhìn thấy nghĩa trang, điều này khiến ít người để ý. Anh Nhân cho biết, anh mua nhà để ở lâu dài, không phải để đầu cơ, nên anh chỉ quan tâm đến chất lượng và giá trị thực tế của căn nhà. Vị trí gần nghĩa trang đối với anh không quan trọng, bởi ở Hà Nội, có nhiều dự án cao cấp nằm cạnh nghĩa trang, thậm chí trên đất nghĩa trang đã được di rời. Chỉ có những nhà đầu tư, đầu cơ mới quan tâm đến vị trí gần nghĩa trang vì họ lo sợ việc bán lại có thể gặp khó khăn và giá trị căn nhà bị áp đặt. Nhưng với người mua để ở, họ có nhiều cách để giảm thiểu tác động của vị trí này và thậm chí áp dụng biện pháp phong thủy để cải thiện tâm lý. Chị Hà Nguyệt Nga ở quận Đống Đa, Hà Nội cũng chia sẻ về việc mua một căn nhà 40m² tại phố Nam Dư, gần khu nghĩa trang lớn. Chị Nga cho biết nhà gần nghĩa trang thường là một vấn đề nhạy cảm và thường khó bán. Tuy nhiên, vì vậy mà giá bán của những căn nhà này thường rẻ hơn nhiều so với các vị trí khác. Chị Nga cũng lý giải rằng theo quy hoạch, khu nghĩa trang bên cạnh căn nhà chị vừa mua sẽ được di rời để mở đường, dự kiến sẽ làm tăng giá trị của căn nhà chị. Chị cạnh nghĩa trang, nhiều người vẫn băn khoăn khi mua nhà. Tuy nhiên, đất không thể mở rộng, sinh sôi thêm được nên khi nguồn đất khan hiếm, vẫn có người mua để né giá cao trên thị trường. Và sau một thời gian, việc sống cạnh nghĩa trang trở nên quen thuộc, không còn quá để ý đến vị trí nữa. Hơn nữa, nếu nghĩa trang có kế hoạch di rời, việc mua đầu tư hoặc bán lại sau này có thể đem lại lời lớn. Thực tế, nhiều khu đô thị, dự án nhà ở cao cấp tại Hà Nội nằm gần nghĩa trang. Sipucha, một khu đô thị hạng sang của Hà Nội, cũng nằm cạnh một nghĩa trang lớn. Để hạn chế tầm nhìn, chủ đầu tư đã cho xây dựng tường cao ngang ngửa với tầng 2 của các ngôi biệt thự. Mặc dù cạnh nghĩa trang, giá bất động sản tại những khu đô thị này không hề rẻ. Điều này cho thấy việc nhà ở gần nghĩa trang tại Hà Nội không còn là điều kỳ lạ và bị kỳ thị như trước đây. Anh Trần Minh Hùng, một môi giới bất động sản ở quận Hoàng Mai, cho biết nhiều người thậm chí tìm mua nhà đất gần nghĩa trang để kinh doanh buôn bán như các dịch vụ hương hoa và vàng mã. Ngoài ra, gần đây, nhiều nhà đầu tư đã mua đất gần các khu nghĩa trang để đợi giá tăng và sau đó bán kiếm lời. Sự phát triển hạ tầng, cùng với việc nhiều hộ gia đình có nguồn nước máy sạch đã làm giảm lo ngại về việc nguồn nước không đảm bảo. Chuyên gia bất động sản cũng cho biết, theo phong tục truyền thống của người Việt Nam, cạnh các làng, xã thường có các khu nghĩa trang của làng để tiện việc chăm sóc và tưởng nhớ người thân đã mất. Các khu nghĩa trang này thường được xem xét khi mua nhà.